Trong hai tối ngày 31 tháng 5 và mùng 1 tháng 6, tại Nhà văn hóa huyện, Trường Mầm non Sao Mai đã tổ chức công diễn vở nhạc kịch tiếng Anh Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Đây là lần đầu tiên Trường Mầm non Sao Mai tổ chức công diễn vở nhạc kịch được thực hiện bởi toàn thể giáo viên và 670 nghệ sĩ nhí là các em học sinh nhà trường và toàn bộ vở kịch được diễn xuất bằng tiếng Anh. Đây cũng là một làn gió mới, sáng tạo mang hơi thở đầy sắc màu cổ tích đến với các bạn nhỏ và quý phụ huynh Trường Mầm non Sao Mai. Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn là vở nhạc kịch nổi tiếng trên thế giới được dàn dựng dựa trên cốt truyện cổ tích Grimm quen thuộc. Yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, đó chính là thông điệp mà vở nhạc kịch tiếng Anh Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn mang tới cho các bé Trường Mầm non Sao Mai. Vở diễn đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả và quan trọng hơn, đây sẽ là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập, trải nghiệm đầu đời đầy ý nghĩa của các bé dưới mái trường Mầm non Sao Mai thân yêu. Với phân cảnh độc đáo, hoành tráng, kịch tính và hấp dẫn, với khung cảnh thần tiên, sân khấu lộng lẫy, âm thanh sống động, phục trang, ánh sáng rực rỡ sắc màu, đã tạo nên những màn biểu diễn mãn nhãn với những giai điệu đẹp, những bài hát ngọt ngào cùng những vũ điệu sôi động sẽ đưa các bé vào câu chuyện cổ tích thần kỳ. Đây là một thử thách thực sự, tuy nhiên các bé Trường Mầm non Sao Mai đã thể hiện sự tự tin, quyết tâm để mỗi buổi biểu diễn đều thành công tốt đẹp. Mỗi bé sẽ hóa thân vào một nhân vật thần tiên với phong thái trình diễn, biểu diễn rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Tất cả các bé Trường Mầm non Sao Mai đều tỏa sáng trên sân khấu. Vở nhạc kịch đã giúp các bé Trường Mầm non Sao Mai phát triển được những kỹ năng về diễn xuất, ca hát và vũ đạo, cũng như sự tự tin khi trình diễn hoàn toàn bằng tiếng Anh. Để các bạn nhỏ có một sân chơi nghệ thuật giúp các con có thể phát triển một cách toàn diện. Đây cũng là món quà tuyệt vời và ý nghĩa dành cho các bé Trường Mầm non Sao Mai trong ngày Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 vui vẻ, đầm ấm, tràn đầy tình yêu thương. Bước vào thế giới nhạc kịch, khi âm nhạc được thổi hồn vào, được hóa thân vào các nhân vật không chỉ giúp các con thêm mạnh dạn, tự tin, giao lưu cùng với các bạn, mà còn là cơ hội để giúp các con thấy vui vẻ, yêu thích và hạnh phúc khi đến trường, thêm yêu bạn bè, cô giáo, tự tin tỏa sáng trở thành những ngôi sao bé nhỏ của Trường Mầm non Sao Mai. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Trường Mầm non Sao Mai, tự tin sáng tạo, cùng nhau hướng tới tương lai.